Hòa quê mẹ thân thương, sóng ru bờ bãi hàng dương thì thầm. Trên miền cát trắng tình thâm, chắt chiu nuôi lớn rừng tràm ngát xanh. Những câu thơ trên được một người con quê hương viết về Yên Hòa với tất cả niềm tự hào và tình yêu tha thiết. Vẻ đẹp của vùng đất này với bao trầm tích văn hóa cũng đã làm động lòng bao tâm hồn để cùng viết nên thơ thành nhạc. Về Yên Hòa hôm nay không chỉ là nơi để thưởng ngoạn mà còn là một địa chỉ ý nghĩa đầy linh thiêng với sự cổ kính trầm mặc riêng có. Yên Hòa nằm ở phía đông của huyện Cẩm Xuyên, được sát nhập từ hai xã Cẩm Yên và Cẩm Hòa cũ. Đây là địa phương có địa hình tiếp giáp với biển. Miền quê nơi đây đẹp như một bức tranh với nhiều phong cảnh hữu tình. Dù cách xa trung tâm huyện, nhưng trong quá trình xây dựng và phát triển hôm nay, Yên Hòa đang là điểm sáng với nhiều thành quả đáng tự hào. Đặc biệt, trong hành trình đó, những giá trị văn hóa truyền thống luôn được gìn giữ với nhiều nét độc đáo. Sở dĩ được gọi là miền địa linh bởi vì vùng đất này có nhiều đền chùa miếu linh thiêng sẽ đưa bạn ngược thời gian trở về với những câu chuyện văn hóa lịch sử độc đáo. Đó là chùa Pháp Hải, miếu Nhà Quan, đền Sò, Bào Tràm. Mỗi nơi đều chứa đựng nhiều giá trị ý nghĩa gắn với đời sống tâm linh của cư dân quanh vùng. Và Khánh Linh tin chắc rằng mọi người sẽ thực sự ngạc nhiên bởi sự ken dày của quần thể di tích lịch sử độc đáo nơi này. Trang nghiêm, trầm mặc, cổ kính, kiến trúc độc đáo. Đến với Yên Hòa, chúng ta như bị lạc vào quần thể di tích với nhiều nét riêng, từ chùa Pháp Hải đến miếu Nhà Quan, đền Sò. Tất cả đều gắn với những chứng tích lịch sử, những câu chuyện nối dài theo năm tháng. Đặc biệt là về đô úy, đô đốc tướng quân Phạm Lê Đức, tên thật là Lê Sĩ Đức, con quan đô đốc Lê Sĩ Triệt thuộc dòng dõi hậu duệ nhà Lê, cùng 300 vệ binh canh giữ đẻo ngang, góp phần an dân trong thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi đó là chùa Pháp Hải, do quan đô úy Phạm Lê Đức khởi dựng, một di tích linh thiêng tạo nên nét cổ kính của Yên Hòa. Khi về với ngôi chùa này thì Khánh Linh thấy rất nhiều sự độc đáo. Thưa thầy, là thầy có thể nói rõ hơn về lịch sử của chùa Pháp Hải được không ạ? Chùa Pháp Hải thì hình thành cách đây hơn 250 năm. Thời 1769, do đô úy Phạm Lê Đức là một vị tướng quân thời Trịnh Nguyễn phân tranh về đây, rồi là người dân ở đây và lập ra chùa Pháp Hải. Vâng, vậy thì vì sao chùa lại được đặt tên là Pháp Hải ạ? Pháp có nghĩa là phương pháp, là chỉ cho chân lý, giáo lý của Đức Phật đặt ra, truyền dạy đến ngày nay. Hải trong chữ Hán có nghĩa là biển, chỉ cho cái sự rộng lớn, chỉ nói rằng là Phật Pháp là rộng lớn, sâu và rộng như biển cả. Vâng, Khánh Linh thấy là trên những am cổ này thì có rất nhiều cây cổ thụ. Vậy thì thầy có thể nói rõ hơn về nguồn gốc những cây này đã có từ bao giờ được không ạ? Cây cổ thụ này á, là cũng là tồn tại từ lâu ở trong cái mảnh đất này, và được người dân ở đây họ cũng là ý thức bảo vệ và giữ gìn và minh chứng cho cái nét đẹp bình yên của cái làng quê, coi như là một cái cội nguồn để trở về với tâm linh. Với người dân xã Yên Hòa nói riêng và người dân huyện Cẩm Xuyên nói chung thì chùa Pháp Hải có ý nghĩa như thế nào trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây ạ? Cũng như bao ngôi chùa khác, ngôi chùa Pháp Hải thì tọa lạc ở giữa miền quê Yên Hòa. Thì vào những cái ngày như là lễ Tết, rằm tháng Giêng là lễ thì được nhân dân Phật tử xa gần về đây lễ hành hương, lễ đóng. Thì sớm chiều các cụ trở về, nhất là mình sau những cái ngày lao động vất vả, chỉ nhất là uống nước, ăn trầu, vui chơi với nhau, rồi sau đó rằng là lên chùa lễ Phật cầu an đầu năm. Thì đó là một cái nét đẹp mà làng quê Việt Nam nên giữ gìn và phát huy. Bạn cảm thấy như thế nào khi cùng chúng tôi khám phá những hình ảnh vừa rồi? Còn với Khánh Linh, không gian xanh mát và chút hoài cổ với những mái ngói bờ tường rêu phong, tất cả là những ấn tượng khó phai. Và Khánh Linh tin chắc rằng hành trình phía trước của bạn sẽ thêm nhiều ý nghĩa.
cùng với chùa Pháp Hải, miếu Nhà Quan là di tích góp phần quan trọng tạo nên nét cổ kính của Yên Hòa. Đây là nơi sinh sống và làm việc của quan đô úy Phạm Lê Đức lúc bấy giờ. Những dấu ấn lịch sử vẫn còn được lưu lại khá nhiều nơi đây. Thời gian và sự tàn phá của chiến tranh đã tác động không ít, nhưng miếu vẫn mang một nét đẹp cổ kính rêu phong, bền bỉ như tính cách kiên cường, rắn rỏi của người dân nơi đây vậy. Thưa ông, là người sống ở đây lâu năm thì dấu ấn của miếu Nhà Quan trong ký ức của người dân ở đây là gì ạ? Thì quan đô úy Phạm Lê Đức là cái người mà đã trấn giữ cái cùng với quân là trấn giữ Đông Nga. Và sau khi ngài về ở đây thì ngài lập nên cái chùa Pháp Hải. Thì biết nhớ đến cái công lao của ngài. Đấy, cho dân địa phương, cho nên người ta mới làm cái đền để mà là thờ tự ông. Vâng, hiện nay thì hiện trạng của miếu Nhà Quan khá nguyên vẹn. Vậy thì người dân ở đây đã gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa đó như thế nào ạ? Đây là cái nơi mà đền thờ để nhớ đến công lao của ngài. Còn phần mộ của ngài là được táng tại đền So. Hiện nay thì người dân địa phương của cả cái vùng Yên Hòa hàng năm người ta vẫn thờ phụng, đi về thắp hương ngày rằm mùng 1 hoặc là ngày giỗ của ngài vào ngày 15 tháng 6. Nhớ đến công lao của người trước. Vậy bây giờ thì ông có thể đưa con đến đền So được không ạ? Được chứ. Cũng gần thôi. Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần dạo bước khoảng 300m từ miếu Nhà Quan thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng nét cổ kính của đền Sò và thăm mộ quan đô úy Phạm Lê Đức. Đền Sò tọa lạc trên gò đồi rậm rạp, linh thiêng, được xây dựng thời Gia Long. Đây là nơi an táng của đô úy, đô đốc tướng quân Phạm Lê Đức. Được người dân phong là thành hoàng làng, nên đô đốc tướng quân được thờ trong làng từ hàng trăm năm nay. Không chỉ các dịp lễ Tết mà hàng ngày bà con quanh vùng vẫn tìm đến thường xuyên để dâng hương, tạ ơn sự che chở của người cho quốc thái dân an. Thì theo với cháu là đây là khu lăng mộ của quan đô úy Phạm Lê Đức. Thì bên cạnh cái mộ thì có cái đền để mà thờ cúng. Cho nên ba cái khu vực chùa Pháp Hải, miếu Nhà Quan, đền So là một quần thể di tích thờ phụng quan đô úy Phạm Lê Đức. Và dân xã Yên Hòa cũng như dân gần đấy, người ta đến để cúng viếng và để thờ phụng, để tưởng nhớ công lao của ngài. Trải qua bao biến thiên, Yên Hòa trong tâm tưởng của người dân nơi đây vẫn luôn là một vùng đất an yên, luôn hòa đồng phát triển. Chính mạch thiêng từ quá khứ đến hiện tại luôn là sợi dây cố kết cộng đồng, chở che, giúp người dân nơi đây vượt qua bao biến cố thăng trầm lịch sử. Đó luôn là niềm tự hào của người dân Yên Hòa. Những di sản mà cha ông để lại sẽ luôn được trân trọng, bảo tồn để phát triển bền vững. Nét cổ kính ở Yên Hòa dường như xanh thêm bởi đường cây tràm chạy dọc ôm lấy xã Yên Hòa, che chắn bảo vệ đất người nơi đây. Sau khi chiêm bái tại quần thể di tích lịch sử văn hóa độc đáo, du khách còn có thể hòa mình trong vẻ đẹp bình dị của miền quê này. Đó là bầu tràm, rừng tràm, hay thả lòng mình trong tiếng du dương biển hát mỗi chiều. Một Yên Hòa cổ kính, mạnh mẽ vươn lên dựng xây đời mới, nhưng những giá trị truyền thống vẫn luôn được phát huy, tạo điểm nhấn nâng bước cho vùng quê này trong sự phát triển hôm nay. Thưa quý vị, có một Yên Hòa thật cổ kính đã níu chân chúng ta bởi những điều thật ý nghĩa. Hãy cùng với chúng tôi khám phá những điểm thú vị cuốn hút trong những hành trình tiếp theo. Ai xa nó vẫn